Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Kênh Telegram Mass tối ngày 10 tháng 10 cho biết các lực lượng vũ trang Liên bang Nga VSRF đã bắt đầu giai đoạn 2 cuộc phản công tích cực ở tỉnh Kursk. Theo kênh trên, quân đội Nga đã nắm quyền kiểm soát làng Lyubimovka và con đường sút ra Korenevo mà quân đội Ukraine sử dụng để tiếp tế cho các đơn vị của họ. Được biết, lính dù Nga đã kiểm soát nông trại Zeleny Sliak mà không cần giao tranh. Quân đội Ukraine đã kiểm soát được nông trại này vào ngày đầu tiên của cuộc đột kích vào tỉnh Kursk và từ đó tấn công các điểm dân cư khác. Trong khi đó, tướng Oleksandr Shishky, tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, khoảng 50.000 quân từ các khu vực khác đã được Nga tái triển khai đến mặt trận Kursk. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố quân đội nước này đang tiếp tục nỗ lực tấn công nhằm đánh bại lực lượng Ukraine ở tỉnh Kursk. Trong khi đó, kênh Telegram quản lý z Kursk cho biết các đơn vị Nga đã đạt được thành công đáng kể tại huyện Suzansk thuộc tỉnh Kursk trong thủng phòng tuyến của các lực lượng vũ trang Ukraine VSU. Hôm 10 tháng 10, quân đội Nga đã đột phá qua tiền tuyến của các lực lượng vũ trang Ukraine, tiếp tục cuộc tấn công ở một số khu vực, bao gồm các khu định cư Lyubimovka, Olgovka và làng Zelenysliak. Nguồn tin cho biết, các hành động tấn công của lính thủy đánh bộ và lính rủ Nga đã làm suy yếu đáng kể khả năng phòng thủ của Ukraine tại Kursk. Tại Lyubimovka, quân Korenevsky nỗ lực đánh bại các đơn vị Ukraine đã hoàn tất, cho phép quân đội Nga tiến công về phía trước và chiếm giữ các vị trí quan trọng. Theo các nguồn tin, lực lượng vũ trang Ukraine đang rời khỏi vị trí ở khu vực Zelensky-Seliak, hiện nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Nga. Cuộc đột phá bất ngờ này do lữ đoàn lính thủy đánh bộ số 155 thực hiện đã buộc quân đội Ukraine phải tháo chạy, bỏ lại các công sự của họ. Trước đó, hồi tháng 9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố chiến dịch ở Kursk buộc Nga giúp 40.000 quân từ nơi khác để đối phó, nhưng thừa nhận tình hình Donbass vẫn rất khó khăn phóng viên chiến trường Roman Sapunkov đưa tin, các đơn vị Nga đã bắt đầu các hoạt động chiến đấu tích cực theo hướng Suzansky và Korenevsky ở vùng Kursk. Theo ông Sapunkov, đã có báo cáo về những bước tiến đầu tiên của quân đội Nga tại khu định cư Lyubimovka, theo hướng Korenevsky. Mục tiêu của cuộc tấn công là bao vây và đưa nhóm lực lượng vũ trang Ukraine đang hoạt động trong khu vực này vào vòng hỏa lực. Ông Sapunkov cho biết, cuộc tấn công đang được thực hiện đồng thời từ hai hướng tạo cơ hội tiến hành một chiến dịch quy mô lớn để ngăn chặn quân đội Ukraine ở Kursk. Mới đây, các nhà phân tích xung đột tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK cho biết các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các cơ sở quân sự Nga sẽ gia tăng sức ép hoạt động lên các lực lượng của Moscow. Giới quan sát cho rằng các cuộc tấn công liên tục đã cho thấy tầm bắn vũ khí của Ukraine cũng như những hạn chế trong hệ thống phòng không của Nga để bảo vệ các cơ sở quân sự. Theo quân đội Ukraine, trong cuộc tấn công gần đây nhất vào Nga, Kiev đã tấn công sân bay Khanskaya nằm ở phía tây nam Cộng hòa Adygea. Ukraine cho biết đã tấn công vào một kho đạn tại địa điểm đó và gây ra đám cháy tại sân bay là nơi đặt các chiến đấu cơ Su-34 và Su-27. Hiện chưa rõ vụ tấn công trên có ảnh hưởng đến các chiến đấu cơ này hay không. Các tiêm kích Su-34 của Nga là mối đe dọa đặc biệt với Kiev bởi những chiến đấu cơ này có thể thả bom lượn có sức công phá cao bom lượn và các vũ khí tầm xa thường rất khó đánh chặn. Ukraine chỉ có thể thực sự đánh bại mối đe dọa này bằng cách nhắm vào chúng hoặc máy bay triển khai chúng tại các căn cứ, điều mà Kiev đã thực hiện trong một vài tháng qua. Hiện chưa rõ liệu kho đạn mới bị tấn công có chứa những vũ khí trên hay không. Cuộc tấn công vào Khanskaya diễn ra sau hai cuộc tấn công khác của Ukraine vào sâu trong lãnh thổ Nga Trước đó, Ukraine cho biết đã sử dụng UAV tấn công một kho đạn ở khu vực Bryansk của Nga có chứa bom lượn, tên lửa và đạn pháo. Kiev cũng tuyên bố thành công nhắm vào kho đạn của Nga ở Krachev, tỉnh Bryansk. Từ giữa tháng 9, Ukraine đã nhắm vào các kho đạn của Nga. Kiev dựa vào các UAV sản xuất trong nước cho những chiến dịch này bởi họ không được phép sử dụng các tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình do phương Tây cung cấp để tấn công vào trong nước Nga. Ukraine cũng cho biết họ đã phá hủy một căn cứ tại khu vực Krasnodar của Nga chứa khoảng 400 UAV tấn công Sahet-136. Một số tài khoản tình báo nguồn mở suy đoán, Ukraine đã sử dụng tên lửa hành trình Neptune sản xuất trong nước và các vũ khí chống hạm được điều chỉnh để tấn công trên mặt đất cho chiến dịch trên. Các quan chức phương Tây, quân đội Ukraine và giới phân tích đều cho rằng chiến dịch tấn công tầm xa của Ukraine có thể làm phức tạp thêm các hoạt động của Nga tại Ukraine một quan chức quân sự cấp cao Mỹ nhận định với báo giới về các cuộc tấn công tầm xa, chúng ta đã chứng kiến một số cuộc tấn công bằng UAV cảm tử của Ukraine nhằm vào các kho chứa đạn ở Nga. Chúng ta cũng chứng kiến một số cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở nhiên liệu ở Crimea. Tôi nghĩ rằng chúng sẽ có tác động nhất định đến tình hình chiến trường. Quan chức này cho biết các tác động không thể hiện ngay lập tức và giải thích rằng sẽ cần thời gian để thấy điều này trên chiến trường. Các nhà phân tích xung đột tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK cho biết các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các cơ sở quân sự Nga sẽ gia tăng sức ép hoạt động lên các lực lượng của Moscow. Giới phân tích nhận định trong đánh giá của ISVK rằng động thái này sẽ buộc chỉ huy quân sự Nga phải tái tổ chức và phân tán các hệ thống hỗ trợ cũng như hậu cần bên trong nước Nga để làm giảm tác động của những cuộc tấn công như vậy. mới đây hãng tin reuters đưa tin quân đội ukraine đã thừa nhận rằng lực lượng ít ỏi của nước này đang phải chống trả các cuộc tấn công của quân đội nga bên trong thành phố chiến lược toresk ở donetsk trong khi đối phương vẫn tiếp tục cuộc tấn công dữ dội ở mặt trận miền đông quân đội nga đã thành công giành quyền kiểm soát từng ngôi làng ở trung tâm công nghiệp của ukraine trong một chiến dịch nhằm phá vỡ các tuyến phòng thủ quan trọng và đe dọa các tuyến đường trung chuyển có vai trò quan trọng đối với lực lượng ukraine tại đây người phát ngôn nhóm tác chiến chiến thuật Lugansk của Ukraine Anastasia Bobovnikova nói với Reuters rằng giao tranh đường phố đang diễn ra dữ dội ở Toresk khi quân đội Nga tiến về phía trước và xóa sổ hoàn toàn các tòa nhà và công trình kiến trúc. Ông Bobovnikova nói khi chia sẻ về tình thế khó khăn của quân đội Ukraine ở Toresk rằng điều này buộc quân đội của chúng tôi phải di chuyển xung quanh vì không có gì để bám giữ ở những khu vực đó. Đây là chiến thuật tiêu thổ. Đối với Ukraine, Toresk là một thành phố tiền tuyến trong suốt 10 năm nay vì nằm gần các vùng lãnh thổ mà phe ly khai do Nga hậu thuẫn kiểm soát vào năm 2014. Kể từ đó, Toresk đã trở thành điểm xây dựng các công sự của Kiev. Trong khi đó, việc kiểm soát Toresk sẽ giúp Nga tiến gần hơn đến mục tiêu kiểm soát toàn bộ khu vực Donbass mà Tổng thống Vladimir Putin đưa ra. Chính quyền Tổng thống Putin hiện đang tập trung vào việc giành lấy vùng trung tâm công nghiệp cũ ở phía đông Ukraine được gọi là Donbass bao gồm các vùng Lugansk và Donetsk từ đó Donbass đã trở thành chiến trường chính của cuộc xung đột nơi diễn ra một số trận chiến lớn nhất ở châu âu trong nhiều thế hệ trong bối cảnh đang mất dần lãnh thổ tổng thống Volodymyr Zelensky đã yêu cầu cho các chỉ huy quân sự làm mọi thứ có thể để cản đà tiến công của moscow dọc theo chiến tuyến ông cũng đang nỗ lực tìm kiếm thêm viện trợ quân sự từ các đồng minh phương tây đã hỗ trợ ukraine ở một diễn biến khác, ông Dmitry Peskov mới đây đã chính thức lên tiếng bày tỏ quan điểm của Moscow sau khi nhật báo Corriere della Sera của Italia đưa tin trước chuyến công du Rome sắp tới của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng Kiev đang hướng tới một lệnh ngừng bắn dọc tiền tuyến hiện tại với Nga để đổi lấy sự đảm bảo an ninh từ các đồng minh phương Tây. Cũng theo tờ Corriere della Sera, vì những lý do chính trị, ông Zelensky không thể chính thức từ bỏ yêu cầu chủ quyền của Ukraine đối với Crimea bán đảo sắp nhập vào Nga từ năm 2014 và bốn vùng Donetsk, Lugansk, Zaporizhia và Kherson mới sắp nhập vào Nga sau trưng cầu dân ý tháng 9 năm 2022. Chính phủ Ukraine được cho có thể dàn xếp để đạt được các đảm bảo an ninh từ Mỹ, tương tự như những thỏa thuận của Washington dành cho Nhật Bản, Hàn Quốc và Philippines. Ông Zelensky đồng thời đang hy vọng nhận được cam kết từ Italia, Đức và Pháp về việc Liên minh châu Âu-EU sẽ nhanh chóng kết nạp Ukraine Nhật báo Italia nhận định lập trường mềm mỏng hơn của ông Zelensky là vì Nga đang tăng tốc tiến quân vào vùng miền đông Donbass, cũng như thực tế rằng quân đội Ukraine đang bị áp đảo cả về quân số và hỏa lực. Ông Dmitry Litvin, cố vấn truyền thông cho Tổng thống Ukraine Zelensky, cũng bác bỏ thông tin do Corriere della Sera và Bloomberg đăng tải. Chúng tôi có kế hoạch hòa bình nêu rõ những gì Ukraine coi là hòa bình công bằng. Cho đến nay, trong các tuyên bố công khai của mình, ông Zelensky vẫn quả quyết bất kỳ cuộc hòa đàm nào với Moscow chỉ có thể bắt đầu sau khi quân đội Nga rút hoàn toàn khỏi tất cả các vùng lãnh thổ Ukraine đã lọt vào tay Moscow kể từ năm 2014. Theo trang tin Sohu của Trung Quốc, cuộc xung đột Nga-Ukraine đang ngày càng căng thẳng khi cả hai bên đều tung nhiều chiến thuật mới để thích nghi, đặc biệt là Nga khi quân đội nước này có ưu thế cả về người lẫn trang thiết bị. Mới đây, truyền thông nước ngoài đưa tin một chiếc xe tăng cũ của Nga đã bất ngờ lao về phía khu rừng nơi quân Ukraine đang ẩn náu và không dừng lại cho đến khi phát ra một vụ nổ lớn. Theo Sohu, chiến thuật của Nga trong trường hợp này là biến những chiếc xe tăng cũ như tên 54, 55 thành những quả bom xe lớn. Chúng sẽ hoạt động như xe bom cảm tử tấn công đoàn xe hoặc khiến đối phương khiếp sợ nhất thời. Xe tăng cảm tử còn gọi chung là VBIED. Đây là phương tiện cơ giới được nhồi lượng lớn thuốc nổ mạnh, không người lái được dùng để công phá phòng tuyến đối phương. Hiện Nga đã và đang áp dụng thành công chiến thuật này. Quân đội Nga sử dụng những xe bom này theo cách hoàn toàn mới, tận dụng sức mạnh khổng lồ của xe tăng và sức công phá từ vụ nổ gây ra sự tàn phá hủy diệt. Theo hãng thông tấn RIA Novosti của Nga, chỉ huy của một trung đội công binh có mật danh là Bagnaun đã tiết lộ những chi tiết chính của chiến thuật này. Bagnaun cho biết quân đội Nga đã chất lên một xe chiến đấu bọc thép MTLB thu giữ được của Ukraine 5 quả bom FAB-100 và bổ sung thêm 3,5 tấn thuốc nổ để phát động cuộc tấn công. Thiết bị nổ khẩn cấp gắn trên xe này có sức công phá đáng kinh ngạc dù phương thức tấn công đơn giản và thô sơ. Tuy nhiên, theo Bắc Naun, chi tiết mấu chốt nằm ở chỗ khi xe tăng cách vị trí địch khoảng 300 mét binh sĩ điều khiển xe tăng sẽ cài đặt chế độ cho xe tiếp tục tiến về phía trước, đồng thời phải nhảy khỏi xe để bảo toàn tính mạng. Do đó, ở nhiệm vụ này, người điều khiển xe tăng phải có lòng dũng cảm và kỹ năng cực kỳ cao. Chuyên gia Thomas Newdick từng nhận định rằng VBIED là vũ khí công nghệ thấp, nhưng quân đội Nga cho thấy họ sẵn sàng áp dụng các giải pháp thô sơ để hoàn thành nhiệm vụ, nhất là khi thiếu thốn những phương án tiến công đắt đỏ như tên lửa dẫn đường tầm xa. Tuy nhiên, theo Sohu, Việc triển khai chiến thuật xe tăng cảm tử cũng đối mặt với một loạt rủi ro và thách thức. Người điều khiển xe tăng phải giữ bình tĩnh và có phán đoán chính xác trong tình huống nguy hiểm để đảm bảo xe tăng đạt đến vị trí nổ lý tưởng, nếu không có thể dẫn đến thất bại chiến thuật hoặc tổn thất lớn. Hơn nữa, chiến thuật xe tăng cảm tử chỉ có thể sử dụng một lần, điều này hạn chế tính bền vững và sự linh hoạt chiến lược của nó. Mặc dù có nhiều tranh cãi và khó khăn, nhưng chiến thuật xe tăng cảm tử vẫn phần nào cho thấy quân đội các bên liên tục khám phá các phương pháp khác nhau để đối phó với đối phương, từ đó giành chiến thắng. T-54 xuất hiện lần đầu năm 1949 như một mẫu xe tăng hạng trung thay thế cho T-34 thời thế chiến thứ hai. Nguyên mẫu T-54 đầu tiên được hoàn thành vào năm 1946 và được chế tạo lần đầu năm 1947. T-54 liên tục được sản xuất và cải tiến và sau khi được sửa chữa nó được đổi tên thành T55. T55 ra mắt vào năm 1958 và có đầy đủ mọi sự cải tiến của series T54 mà không có khác biệt căn bản trong thiết kế và vẻ ngoài.